chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước sang tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. Trong ngày làm việc hôm nay, Quốc hội dành cả ngày làm việc thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường về nội dung này. Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2024. Tại chương trình, đông đảo cán bộ, công chức viên chức, chủ tàu cá, ngư dân, nhân dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được truyền đạt về tình hình an ninh biển đảo và tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam, luật thủy sản, tuyên truyền những quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Cũng trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con ngư dân, gia đình chính sách, thăm tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, 1 triệu đồng một suất, tặng 20 lá cờ Tổ quốc, tủ thuốc y tế và quà cho các tàu cá vừa thu mua hải sản. Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, từ năm 2021 đến nay, chương trình đồng hành cùng ngư dân đã tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về biển đảo cho hơn 14.000 lượt người, tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu em yêu biển đảo quê hương cho hơn 50.000 lượt học sinh các trường trung học cơ sở, tặng hơn 4.000 suất quà cho nhân dân, tặng hơn 130 xe đạp, hơn 500 suất học bổng cho học sinh, tặng 4.800 lá cờ Tổ quốc, 50 túi thuốc, tủ thuốc cho ngư dân. Trước những biến động của thị trường vàng trong nước thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan cần tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường. Trong đó, trước ngày 15 tháng 6, cần phải hoàn tất việc triển khai hóa đơn điện tử, kết nối với cơ quan thuế theo từng lần mua bán vàng. Thay vì có doanh nghiệp cấp hóa đơn điện tử, có doanh nghiệp cung cấp chứng chỉ tự phát hành như hiện nay, việc triển khai hóa đơn điện tử đồng loạt đối với hoạt động kinh doanh vàng, mua bán vàng từ ngày 15 tháng 6 được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường này. Theo Tổng cục Thuế, cả nước hiện đã có hơn 5.800 cơ sở kinh doanh vàng bạc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, chủ yếu tập trung ở các tỉnh, thành phố lớn. Còn đối với các địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các chuyên gia cho rằng nên có lộ trình phù hợp và có sự hỗ trợ từ cơ quan thuế cho việc triển khai hóa đơn điện tử với các cơ sở kinh doanh vàng. Trong khi nhiều địa phương ven biển đã sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình VMS để làm cơ sở pháp lý, hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá, thì tỉnh Quảng Ngãi vẫn dựa vào tin nhắn từ thiết bị ICOM VX1700 gây nhiều khó khăn cho ngư dân. Bà con ngư dân rất mong chính quyền địa phương có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, tạo thuận lợi cho bà con được thụ hưởng chính sách. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 1.700 tàu cá đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều ngư dân không được hỗ trợ nhiên liệu vì trạm bờ không nhận được tin nhắn từ tàu gửi về, hoặc có nhiều máy ICOM bị hư hỏng, bị mất mà bà con không sắm lại được. Tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sử dụng thiết bị giám sát hành trình thay thế hoàn toàn máy VX1700. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi căn cứ xem xét hỗ trợ cho ngư dân, trong đó có nội dung sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Tuy nhiên, chưa biết khi nào mới áp dụng. Trong khi cơ hội chuyến biển nhắn tin thất bại, thì ngư dân coi như mất cơ hội nhận hỗ trợ cả 100 triệu đồng tiền nhiên liệu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung hai dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và đầu tư mở rộng đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thuộc dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vào danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông vận tải. Trước đó, ngày 23 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã xác định các dự án, nhóm dự án thuộc danh mục công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, gồm đường Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức Long Thành, Biên Hòa Vũng Tàu, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật đầu giờ trên kênh truyền hình thiết yếu của tỉnh Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.